Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, đầu tư cho gia đình, xây dựng các mối quan hệ trong gia đình là chủ đề của tháng 6, một lãnh vực rất quan trọng trong đời sống đạo của người con Chúa. Mời quý vị cùng suy gẫm bài học đầu tiên với đề tài Bốn phần của con cái và cha mẹ, nương trên lời Chúa trong Ê-phê-sô chương 6 câu 1 đến câu 4. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất. Có một lời hứa nối theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự xử phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Câu gốc của bài học: Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Xuất Ê Díp Tô Ký chương 20 câu 12. Câu hỏi suy gẫm: Tầm quan trọng của điều răn thứ 5 ra sao? Lời Chúa dạy về bốn phận con cái, cha mẹ trong gia đình như thế nào? Chúng ta nhận được ích lợi nào khi làm tròn bốn phận Chúa dạy? Kính thưa quý vị, trong 10 điều răn thứ 5 là điều răn về bốn phận của con cái với cha mẹ. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Xuất Ê Díp Tô Ký chương 20 câu 12. Đó là điều răn đầu tiên về bốn phận giữa người với người, và có lời hứa ban phước kèm theo. Một xã hội lành mạnh phải đặt nền tảng cho những gia đình lành mạnh. Trong đó, mối liên hệ giữa con cái và cha mẹ là điều kiện thiết yếu cho một gia đình lành mạnh. Kinh Thánh dạy, con cái khi còn dưới sự nuôi dưỡng và chăm sóc của cha mẹ phải vâng phục sự dạy dỗ của bậc sinh thành. Chúa Giê-xu đã nêu gương tốt khi còn thơ ấu tại Nazareth, đã phục tùng cha mẹ phần xác là ông bà Joseph Mary, Luca chương 2 câu 51. Khi đã trưởng thành, dù có thể tự lập và đủ trí khôn tự quyết định những việc của chính mình, con cái vẫn phải giữ lòng hiếu kính trọn đời đối với cha mẹ. Lòng hiếu kính ấy phải được bày tỏ qua thái độ kính trọng cha mẹ bằng lời nói và hành động. Khi cha mẹ già yếu, sức khỏe bị giới hạn, con cái có bổn phận giúp đỡ cha mẹ trong những sinh hoạt hàng ngày, cũng như giúp đỡ tài chính và phụng dưỡng trong khả năng của mình. Sứ đồ Phao-lô đã dạy trong thư Tê-mô-thê nhất chương 5 câu 4 và câu 8 rằng: Nếu bà quá có con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. Về phần cha mẹ, đặc biệt người cha là chủ gia đình, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, chẳng hạn như hành động áp bức, đưa ra những yêu cầu phi lý. Nhưng hãy nuôi nấng chúng trong kỷ luật và sự khuyên dạy của Chúa. Ê-phê-sô chương 6 câu 4 phần B, bản truyền thống hiệu đính. Khi mục đích của sự sửa phạt là giúp con cái trưởng thành và động cơ của cha mẹ trong kỷ luật là vì yêu thương, con cái sẽ nhận biết cha mẹ đang muốn làm điều tốt cho mình, chứ không phải vì tự ái hay giận dữ. Cha mẹ cần phải học theo gương sửa phạt của Chúa. Hebrews chương 12 câu 1 đến câu 11. Con cái và cha mẹ làm tròn bốn phận theo lời Chúa dạy là bày tỏ đức tin của mình nơi Chúa, sẽ nhận được phước hạnh của lời hứa Chúa ban và cũng nêu gương tốt cho nhiều người thấy Chúa qua gia đình chúng ta. Hơn nữa, vâng phục cha mẹ cũng là cách chúng ta rèn tập để sẽ vâng phục Đấng Christ tốt hơn khi trưởng thành.
chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp con làm trọn bốn phận trong gia đình theo lời Chúa dạy, để Chúa đẹp lòng và gia đình con làm sáng danh Chúa trong khu vực con sinh sống. Amen. Quý vị thính giả thân mến, quý vị có sống đúng theo lời Chúa dạy trong gia đình chưa? Có điều gì cần thay đổi? Sống theo lời Chúa dạy khuyên, vợ chồng hạnh phúc vững bền yêu thương, con cái hiếu kính khiêm nhường, làm sáng danh Chúa mở đường phước ân. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.